Ủa anh cọc cho Trần Anh bao nhiêu rồi? 5 triệu. 5 triệu rồi đúng không? Còn 185 mà cho cho anh thiếu lại 20 triệu. Cục canh kìa, cục canh. Hôm nay giao xe cho khách. Đây là anh chị ở dưới Nha Trang. Không, sao y cà vẹt. Đây crew giao cho anh trai đây. 2011 bên Trần Anh nè. Bây giờ đi thay nhớt mới cho anh trai. Đây là cái Trần Anh tặng anh trai ngày Tết nha. Hỗ trợ anh trai thêm thiếu mấy chục nữa. Rồi, đó crew anh em. 21 bàn két. Anh chị chạy em này xíu nữa anh chị lên chị chạy. Em nói anh chị đầm lắm. Đầm cực kỳ, riêng mấy lai xe ti không chịu nổi gì đâu. Cái lớp em mình chạy được bao nhiêu năm? Lớp đó chị chạy nửa năm. Cái lớp mới mà chị. Chị vô chị coi lại lớp đi, lớp em tải xe là chính xác. Dạ. Trừ khi bể bánh rồi thôi chứ còn ok hết. Rồi bạn giao xe cho anh chị nha. Bên Trần Anh còn được ít xe thôi. Anh em nào quan tâm yêu thương ủng hộ cho Trần Anh, Trần Anh cảm ơn nhiều. Nói chung Tết đến rồi anh em. Mình làm việc bằng cái tâm, làm việc tự thiện nguyện luôn cho các em nhỏ nha, khó khăn có cái Tết sum vầy cùng với gia đình, ấm no hơn một tí xíu. Chứ giờ ngoài đường xã hội kia người ta ăn nhậu chơi bời các kiểu rồi tiệc này tiệc kia vài chục triệu, trăm triệu này kia, tại sao mình không dành số tiền đó mình góp một tí gì đó cho các em nhỏ đi, như vậy nó hạnh phúc hơn. Phương châm Trần Anh là như thế, cứ phải năm nào một năm đi làm ba đến bốn lần thôi. Đây là mẫu Lai City nè anh em, là Lai City vừa về nè em, này 209, đồ chơi đẹp không, giá hơn trăm cho anh em nè. Một mẫu xe anh em mua bên Trần Anh cho anh sẽ chích ra tiền xe từ 5 đến 10 triệu nha, để đi làm thiện nguyện cùng với cái hội nhóm của bên Trần Anh. Trần Anh có nguyên một cái hội nhóm làm thiện nguyện riêng của em nha cô chú anh chị. Đây là anh chị, hơn 100 triệu đồ chơi full kính rồi, 209, em này cũng 209 màu đen nè. Xe này cũng vậy nè, anh chị thích màu đen hay màu bạc thì anh chị alo luôn cho Trần Anh ô tô được chưa. Qua đây bên em còn được ít xe thôi, ít xe mà hỗ trợ các cô chú anh chị hết mình luôn. Anh lên anh gặp Trần Anh thấy vui không? Okay. Vui không? Thấy Trần Anh vui tính không? Thích thiếu là cho thiếu, thích cái gì là cho luôn. Vui tính nhưng mà bớt ít. Nè bây giờ nha, hồ sơ em bao rút cho anh chị là hết 3 triệu rồi, thay cho anh chị nhớt mới 1 triệu mấy nữa là anh chị tính đi. Tiền là em bớt cho anh chị thêm 1 triệu tiền lọc đi về nữa. Thấy chưa? Có ai bán được như Trần Anh đâu. Dạ chị bây giờ nè, em okay. Anh biết không, em bán anh chị về anh chị cảm thấy cái xe em giao cho anh chị cảm thấy ngon thì anh chị giới thiệu. Đúng còn rồi. Nếu mà đừng ngon anh chị kêu đừng có lên lần Trần Anh đó. Dạ cứ yên tâm về chạy một thời gian trải nghiệm cảm thấy nó ngon, lúc đó kêu ở chỗ nào bán uy tín anh chị giới thiệu cho em đó. Nó vậy, còn nếu em không uy tín đừng cứ giới thiệu và nghỉ chơi với em luôn đi. Nó vậy anh thấy Trần Anh là ok. Dạ anh thấy em tả xe anh lướt mà anh lên thực tế anh coi có sai gì không? Không sai gì luôn. Okay. Dạ. Anh coi nhiều cái clip em hồi sáng mới coi cái clip gì mà hỗ trợ trẻ mồ côi rồi. Dạ đúng rồi anh. Quá okay. Nói chung là tầm gần một tháng nữa là tụi em sẽ đi làm nha. Cho nên là bán được cho anh chị một con xe là em phải bỏ vô trong đó từ 5 đến 10 triệu để em giúp những mảnh đời cơ nhỡ hơn. Hơn anh ạ, à, kệ đi cuộc sống, cuộc sống mà. Bây giờ người ta ngoài kia người ta ăn nhậu 10 triệu, 20, 30 người ta không có tiếc. Nhưng mà khi người ta đi làm thiện nguyện cái bắt đầu người ta đắn đo. Tại vì mình xuất phát từ cái tâm của mình thôi. Những em đó là cần những người như anh em mình để có một cái Tết với gia đình. Còn nhiều khi mình đầy đủ người ta không có nhà ở luôn á, đồ không có bận luôn anh. Nha. Rồi đợi anh em làm giấy tờ cho. Hai anh em. Xe còn được ít xe thôi, hôm nay chừng anh giảm giá hết. Anh chị mua là giảm từ bớt tới bớt, từ giảm tới giảm. Mẫu này góp 30 triệu cho anh em luôn. Innova hàng G 2006 nè anh em. Giảm mạnh cho anh em luôn, anh em thích là chơi thôi, thích là nhích. Lanh quanh đâu đó 7-10 ngày nữa là Tết rồi. Tranh thủ thôi. Đây là mẫu gia đình nha, gốc gia đình. Để cho anh em 190, anh em thiện chí mua. Nếu anh em mua tiền mặt cho anh bớt luôn cho anh em. Còn 185 cho anh em. Hợp lý chưa? Nếu anh em góp là 190 cho anh em có 30 triệu bán tải. 2012 khách cọc rồi mà không biết khách có lấy không, cứ mình nhận cọc trước đã, còn khách lên mà người ta không lấy mình trả lại tiền cọc mình đăng mình bán tiếp. Cái xe nào cọc mà nói rõ nói thẳng luôn. Đây Hyundai Getz nè, giá công ty đăng đến 145 á, chờ anh để cho anh em với giá một cái mức giá cực kỳ là sập sàng luôn, 130 cho anh em, đẹp không, sơn xi đẹp nha.
Mẫu đi gia đình thì quá ok, hàng nhập khẩu 207 thôi, chạy qua thời gian 5 tháng máy máy móc làm hết rồi, đó cho anh báo luôn. 207 cũng mười mấy năm rồi anh em. 14 15 năm, 16 năm rồi, ít gì đâu. Anh chị thấy không? Nè, nước sơn đẹp không? Nói chung sơn si chủ nhà tắm qua nước sơn rồi. Sơn là không có điểm chê, nội thất đẹp lắm. Đẹp very good luôn. Xe nào đẹp mình nói xe đẹp, xe xấu mình nói xe xấu. Không có ngại. Như anh chị thấy không, khách lên nói nhận xe bên Trường Anh đó, khách có bao giờ chê được cho anh tả xe sai không? Mình bản thân mình xuất thân ra mình là một cái người làm xe lâu năm rồi, kinh nghiệm mình có rồi, bề dày bề dặn mình biết hết rồi, cho nên mình phải tải xe đúng, chứ mình đừng có vì mình cái lời nói mình nói ngon nói ngọt để mình dụ khách mua rồi về cái xe nó không ra gì, thì đừng có làm xe ô tô nữa. Nghỉ đi, về làm vườn luôn được chưa anh em. Đây thêm một mẫu xe em này như đời 2006 nè anh em, nè 206 anh em nha, 206 mẫu này bán cho anh em 185 nè đó, ok chưa. 206 bữa nay cho anh giảm giá tiếp tục cho anh em á, gia đình luôn nha, gia đình chuẩn gốc gia đình luôn nha, sạch sẽ cho anh chị mua bên Trần Anh, anh chị gặp riêng Trần Anh luôn luôn là có thưởng có lì xì tất cả các kiểu con là điệu luôn, hàng đẹp chuẩn chu nhá. Đây là 215, clip này thì hôm qua Trần Anh đăng rồi, để cho anh em chỉ có 315 triệu, giá công ty đăng đến 304, để cho anh em 315 triệu là bớt cho anh em được 25 triệu, anh em thấy đại không? 25 nha anh chị, có 25 form mới nè gia đình nha, máy số rin toàn bộ, hệ thống của em nó hệ thống ghế nỉ theo xe chuẩn gốc gia đình luôn, e là e đủ nha, không phải e thiếu đâu nha anh em. Anh chị có dàn ghế nỉ đại không? Anh em biết nhìn xe, anh em nhìn vô anh em không cưỡng nổi luôn. Xe này thì đích thân Trần Anh đi lấy về, cho nên là bà con có bác yên tâm đi, cái xe Trần Anh đi lấy về thì bà con hiểu rồi đó. Form đẹp lắm, có 25, đèn của em nó đèn vạch hết toàn bộ, phía sau đi đôi hệ thống đèn lồi, đèn ngang hết 2.0 bạn nghe, chuẩn gia đình luôn. Máy móc số rin chưa cấn, chưa lỗi, chưa làm máy nha, rin hết sở hữu toàn bộ, mâm phay mâm 15, do ly anh em đang giá 115, Trần Anh bớt cho anh em 15 luôn, bán giá cho anh em 100. Xe này kiếm cỡ tầm 4 triệu là cho lên đường, 204 bản đủ pet full. Dòng này thì bà con đi thì nó hơi hao xăng, nó nằm tầm 11 lít nha, nhưng mà ít tiền, được cái xe 8 chỗ đăng kiểm mới tháng 1 năm 2025 luôn. Tết này Trần Anh xả hết để nghỉ Tết, được chưa anh em, xả hết để đi làm thiện nguyện, xả hết để có tiền chung tay xây dựng môi trường một thế giới mạnh mẽ, không có chữ nghèo, được chưa anh em. Đây là Life City 209. Đây anh em, anh em đang đăng với một cái mức giá của em này là cô chú anh chị biết không, 125 triệu đó, Trần Anh để cho anh em chỉ có giá 110 triệu có ngay mẫu Life City 2009 bên Trần Anh rồi. Hàng đẹp chuẩn chu nhá, nội thất sạch sẽ, anh em thích góp thì anh em alo cho Trần Anh, 30 triệu góp cho anh em thoải mái. Innova nè, Innova để cho anh em giá 206 nè, xe này full đồ chơi nè, giá này để cho anh em 185 nè, để đồng giá cho anh em hết đi, đồng giá 185 hết, đồ chơi lên cam 360 độ, cam cặp lề full hết rồi, anh em thích màu đen thì alo cho em, đây nè, cam 360 độ nè, cam trước cam phải, đầy đủ các tính năng nè, không quan tâm mẫu Innova này thì alo cho Trần Anh ô tô nha. Đây là chi nhánh 2 bên Trần Anh ô tô với An Sơn, nói chung cảm ơn bà con có bác trong nhiều năm qua đã luôn luôn đồng hành cùng với Trần Anh, luôn luôn ủng hộ Trần Anh. Trần Anh không biết nói gì hơn, một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân ái nhất nha. Atip nè, đợt trước đăng 145, bữa nay bớt 5 triệu còn 140, hỗ trợ góp 30 triệu luôn. Đưa trước 101 lấy xe. Dạ. 101 lấy xe, Atip 1.8 gia đình, ABS, trang bị vô lăng túi khí luôn, ghế nỉ theo xe. Anh em nào biết chơi thì lấy mẫu này nha cô chú anh chị. Em này đi độ bền cao, tuổi thọ tốt, sơn si thì chạy qua thời gian 5 tháng thì tắm qua nước sơn rồi, không có còn sơn rin đâu. 201 cả 23 năm rồi, rin đâu đây, rin thì phải đi mua xe mới thôi anh em. Báo bàn giao xe cho anh trai rồi, báo giá tổng bãi rồi, cái gì cũng làm hết rồi, cuối năm rồi anh chị ạ. Cảm thấy cơ thể mình nó mệt dần qua cái gì ạ, qua thời gian và 5 tháng nha cô chú anh chị. Anh trai hôm nay lên đây, anh trai gặp Trần Anh, anh trai thấy thế nào? Anh trai cứ góp ý đi.
Thấy em là ok rồi. Thấy được không? Sống ok không? Sống quá tuyệt vời. Em hỗ trợ cho anh trai là cho anh trai thiếu không có lãi suất đâu nha. Có tiền thì trẻ, không có từ từ trẻ, Tết để tiền ăn Tết đi. Trẻ làm gì? Rồi xong rồi. Nhưng biết sao anh với chị là tay ngang, không có biết gì xe hết. Dạ. Cho nên là tin tưởng em thôi. Tin tưởng em không? Tin tưởng. Tin tưởng sao cứ rồi bớt nhiều quá. Tin tưởng không có bớt đó. À, tin tưởng mới bớt. Anh ráp cái màn hình đồ vô cho có chạy điện. Nghe em. Dưới đó nó ráp màn hình rất là mát. Em sẽ đặt bộ màn hình, em gửi xuống cho anh chị. Có mấy triệu là full đồ chơi hết luôn. Bỏ công 500 ngàn cho người ta ráp thôi. Dưới đó nó ráp anh chị phải tầm từ 8 đến 10 triệu. Em ráp cho anh chị một bộ chỉ có 6 triệu full đồ chơi màn hình xịt luôn. Đó. Dạ. Thì bây giờ em hỗ trợ cho anh chị thiếu mấy chục. Anh chị em đâu có đòi anh chị. Anh chị cứ chạy đi qua Tết thông thẻ đi. Rồi anh chị rút hồ sơ, khi có hồ sơ xong anh chị thanh toán cho bên em. Chứ em đâu có đòi gì anh chị đâu. Góp với em không có sợ gì cả. Nha. Dạ. Anh chị coi clip em lâu chưa? Coi nhiều rồi. Ông coi ngày nào cũng coi đó. Phải hả? Lên xe cũng coi mà. Hâm mộ lắm luôn. Hâm mộ đúng không? Trần Anh nổi tiếng toàn thế giới mà. Em sống là ok. Dạ. Quyền ơi, Quyền gọi nước kem đi Quyền. Gọi mấy ly nước kem mời khách từ phương xa tới. Nhà không có gì, chỉ có nước kem và tấm lòng thôi. Nha. Dạ, tấm lòng tốt là được rồi. Vâng vâng. Thôi chào anh em nha. Đây là khách hàng của Trần Anh lên nhận mẫu xe. Hai cô chú đã lớn tuổi nhưng mà rất là chân thành. Người ta đi trèo đèo lội suối từ Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang lên tới đây đó anh em. Nói vậy thôi, được cái mình sống bằng tâm, người ta sẽ sống với mình bằng cái tình. Tâm với tình với nhau và sẽ có thành công cho công việc nha. Đừng có gian dối ở nơi này. Được chưa? Nơi này là không có sự gian dối nha. Và ở nơi này chỉ có tình yêu thương giữa anh em với nhau, dành cho nhau. Đừng quan trọng về đồng tiền, đừng lừa lọc, đừng có tào lao là được. Không, tính em là vậy. Đúng rồi, ok. Được không anh? Đúng rồi. Thôi chào bà con nha. Rồi, chào anh em.